Chào các bạn, mình là Chiến. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đi giải các tình huống thuộc trường số 2 của phiên bản 1.2.3, phần mềm mới nhất dùng để thi sát hạch 120 tình huống mô phỏng, giúp cho các bạn học để có được kết quả thi thật tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống đầu tiên của chương này. Đây là một tình huống mà rất nhiều các bạn học viên trả lời sai. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái khung cảnh nội dung của tình huống này nó rất giống với tình huống số 31. Nhưng cái dấu mốc điểm căn nó lại hoàn toàn khác nhau, khiến cho rất nhiều các bạn học viên bị nhầm lẫn và mất điểm oan khi làm bài thi sát hạch. Ok, bây giờ tôi sẽ chỉ chi tiết cho các bạn cách phân biệt giữa hai tình huống này. Rồi, ở đây xe chúng ta đang di chuyển ngay tại thời điểm đầu xe của các bạn vừa qua khỏi cột biển báo tới gần đống rơm ở phía bên tay phải. Ngay tại khoảnh khắc này chúng ta sẽ phân biệt được đây là tình huống 30 hay là 31. Bằng cách nào ạ? Đó là các bạn quan sát ở lề đường phía bên phải. Nếu như thấy xuất hiện hai con bò như ở đây thì có nghĩa đây là tình huống số 30. Và cái dấu mốc điểm căn của chúng ta đó là cái đống rơm ở phía bên tay phải. Đầu xe chúng ta vừa cách đống rơm một khoảng như ở đây thì nhấn ngay cho tôi phím cách. Các bạn sẽ lấy được điểm số tối đa nhé. Còn trường hợp các bạn quan sát như ở đây nó chỉ xuất hiện có một con bò thôi thì có nghĩa đây là tình huống số 31. Cái điểm căn của các bạn sẽ là cái đống rơm ở đầu tiên phía bên tay trái nhé. Đầu xe chúng ta vừa che nửa cái đống rơm này, các bạn nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Ok chưa ạ? Rồi, như ở trường hợp này, chúng ta thấy hai con bò thì có nghĩa đây là tình huống số 30. Đầu xe chúng ta vừa cách đống rơm một khoảng như ở đây, nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Ok chưa ạ? Rồi, bấm phím cách ngay cho tôi thôi. Cái điểm mấu chốt ở đây, các bạn chỉ cần nhớ trong đầu mình cho tôi, đó là nếu như thấy hai con bò thì căn theo đống rơm ở phía bên tay phải. Còn nếu như thấy có một con bò thôi thì các bạn hãy căn cho tôi ở đống rơm phía bên tay trái. Các bạn sẽ không bao giờ nhầm lẫn mà sẽ lấy được điểm số tối đa nhé. Các bạn đã nắm được chưa ạ? Bây giờ tôi sẽ lấy một ví dụ để xem các bạn đi giải có đúng hay không nhé. Ở đây chúng ta sẽ không cần biết là tình huống 30 hay 31 gì hết. Chỉ cần qua cột biển báo tới gần đống rơm thứ nhất, các bạn thấy ở phía trước bên phải có một con bò. Có nghĩa là gì ạ? Thấy một con bò thì chúng ta căn theo đống rơm bên tay trái. Còn nếu như thấy hai con bò thì các bạn căn theo đống rơm ở phía bên tay phải mà thôi. Không cần quan tâm đây là tình huống 30 hay 31. Bởi vì khi các bạn làm bài thi sẽ không có gợi ý tên tình huống cho các bạn. Nên các bạn chỉ cần nhớ cho tôi cái dấu mốc ở đây là được. Rồi, trở lại với tình huống này. Ở đây thấy chỉ có một con bò. Thì các bạn để đầu xe của chúng ta vừa che nửa đống rơm đầu tiên bên tay trái. Bấm chọn ngay cho tôi nhé. Ok chưa ạ? Rồi, để đầu xe chúng ta chạy này cho các bạn tới nửa đống rơm bên tay trái. Ngay tại thời điểm này các bạn nhấn cho tôi phím cách, chúng ta sẽ lấy được điểm số tuyệt đối nha. Ok chưa ạ? Bấm phím cách ngay cho tôi thôi. Các bạn không cần phải quan tâm tên của các tình huống mà hãy nhớ cho tôi các dấu mốc tôi đã chỉ, thì bắt gặp bất cứ câu hỏi nào các bạn đều làm được hết nhé. Tránh cái trường hợp rất nhiều bạn nhớ tên tình huống thì làm được, còn thi không có tên tình huống các bạn không giải được. Nên cái cốt lõi ở đây các bạn cần phải nhớ cho tôi cái dấu mốc đặc trưng của từng đoạn video một nhé. Chúng ta vừa giải quyết xong tình huống số 30 và 31. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 32 nhé. Trẻ em sang đường. Và cái dấu mốc điểm căn đó là ngay tại khoảnh khắc xe bạn đi qua cột biển báo nguy hiểm. Đầu xe vừa qua cánh cửa màu vàng ở phía trước mặt bên phía tay phải. Thì các bạn nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Ok chưa ạ? Rồi, các bạn hãy chú ý cánh cửa màu vàng, chuẩn bị qua cánh cửa ngay tại khoảnh khắc này. Các bạn bấm phím cách cho tôi, chúng ta sẽ lấy được điểm số tối đa nhé. Ok chưa ạ? Bấm phím cách cho tôi nhé các bạn. Đây, tình huống trẻ em đi sang đường trong điều kiện trời tối nhé. Các bạn phải giảm tốc độ nhường đường cho trẻ em nhé. Đây, căn theo điểm mốc chúng ta lấy 5 điểm nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 33. Tình huống này thì cái dấu mốc thời điểm căn nó sẽ chậm hơn so với cái phiên bản cũ nha các bạn. Cái dấu mốc điểm căn mới ở đây đó là gì ạ? Đó là ngay tại khoảnh khắc các bạn thấy xe chúng ta vừa vượt qua khỏi cái hàng rào màu xanh ở đây. Thì các bạn nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Chú ý nha các bạn, qua khỏi hàng rào màu xanh nhấn cho tôi phím cách. Đây, tình huống trẻ em chơi ở ngoài đường, xe của các bạn sẽ phải giảm tốc độ
để đảm bảo an toàn trên đường có nhiều trẻ em nha các bạn. Hãy nhớ cái dấu mốc điểm căn mới, chúng ta sẽ lấy 5 điểm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 34, nguy hiểm xe khách phía trước. Và cái dấu mốc để các bạn lấy được điểm số tối đa trong tình huống này, đó là ngay tại khoảnh khắc thấy nguyên chiếc xe khách ở phía trước thì bấm chọn ngay cho tôi nhé. Ok chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng để giải quyết tình huống số 34 nhé. Rồi, ở đây các bạn hãy chú ý cho tôi phía bên trước. Ngay tại thời điểm khoảnh khắc thấy nguyên chiếc xe khách xuất hiện như ở đây thì các bạn nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Ok chưa ạ? Rồi, bấm phím cách ngay cho tôi thôi. Đây, xe khách nó lấn sang làn đường xe của các bạn, nên bạn phải giảm tốc độ và nhường đường cho xe khách nhé. Nhớ cái dấu mốc, các bạn lấy được 5 điểm nhé. Tình huống tiếp theo đó là tình huống số 35, nguy hiểm xe tải đi ngược chiều. Đây là tình huống có điều chỉnh thời gian sớm hơn so với phiên bản cũ nhé. Và để lấy được điểm số tối đa thì ngay tại khoảnh khắc các bạn thấy nguyên chiếc xe tải ở phía trước là bấm phím cách chọn ngay cho tôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng điểm căn mới để đi giải tình huống số 35 này nhé. Rồi, ở đây quan sát phía trước thấy nguyên chiếc xe tải xuất hiện như ở đây thì nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Ok chứ các bạn, bấm phím cách ngay cho tôi thôi. Còn các bạn chờ tới đèn phanh xe khách bật sáng mới bấm như ở phiên bản trước thì chúng ta sẽ chỉ lấy được 4 điểm trong tình huống này thôi nhé. Các bạn hãy chú ý sự thay đổi của tình huống 35 trong phiên bản mới này. Rồi, lấy 5 điểm nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 36. Xe máy lao ra tại ngã ba ở phía bên tay phải. Đây là một tình huống thay đổi rất nhiều so với phiên bản trước nha các bạn. Nhưng để lấy được số điểm tối đa thì rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhớ cho tôi, ngay tại thời điểm đầu xe của các bạn vừa chuẩn bị vượt qua chiếc xe đạp ở phía bên tay trái, các bạn nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng dấu mốc điểm căn mới để giải quyết tình huống số 36 này nhé. Đây là một tình huống thay đổi rất nhiều so với phiên bản cũ, nên các bạn học viên cần phải đặc biệt lưu ý. Nhưng để lấy được số điểm tối đa thì cũng cực kỳ đơn giản thôi. Chỉ cần các bạn thấy ngay tại khoảnh khắc đầu xe của chúng ta vừa chuẩn bị vượt qua người đi xe đạp ở phía bên tay trái thì các bạn nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Mặc dù đây là cái khung thời gian để lấy điểm tuyệt đối, nhưng nếu như quan sát trên thực tế thì các bạn sẽ không thể phát hiện được đối tượng nguy hiểm là gì. Ở đây chúng ta sẽ không thể nhận ra nhé. Nên để lấy điểm tối đa trong tình huống này, các bạn cần phải đặc biệt lưu cho tôi cái dấu mốc người đi xe đạp nhé. Ok chưa ạ? Rồi, nhấn ngay cho tôi phím cách. Còn khi chờ thấy người đi xe máy lao ra các bạn mới bấm chọn thì lúc đó chúng ta chỉ còn được 1 hoặc là 2 điểm mà thôi. Ok, các bạn cần phải đặc biệt lưu ý cho tôi tình huống này nhé. Chúng ta lấy 5 điểm nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 37. Đây là một tình huống rất dễ nhầm lẫn với tình huống số 36. Các bạn lưu ý nhé. Điểm khác biệt ở đây đó là tình huống số 36. Ở phía trước mặt xe của các bạn sẽ xuất hiện một chiếc xe khách màu đỏ. Nhưng tình huống số 37 nó sẽ không có nhé. Và cái quan trọng hơn đó là cái điểm căn của hai tình huống này nó khác nhau nhé các bạn. Và cái dấu mốc khoảnh khắc để lấy được số điểm tối đa của tình huống số 37 này, đó là ngay tại thời điểm thấy xe máy rẽ vào ngã ba, bánh trước vừa bị che khuất, các bạn nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái dấu mốc này để giải tình huống số 37 nhé. Đây, các bạn thấy bối cảnh của tình huống này nó có giống với tình huống số 36 không ạ? Chúng ta quan sát ở phía trước, nếu như không thấy xuất hiện chiếc xe khách màu đỏ thì ngay tại thời điểm quan sát thấy chiếc xe máy bánh trước vừa khuất sau ngã ba như ở đây thì nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Ok chứ các bạn? Rồi, bấm phím cách ngay cho tôi thôi. Đây, tình huống xe đạp lao ra tại ngã ba ở bên phải nhé. Các bạn phải giảm tốc độ nhường đường. Các bạn lưu ý cho tôi tình huống số 36 và 37 để tránh bị nhầm lẫn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 38, xe máy phanh gấp. Tôi đã chỉ cho các bạn rồi, đơn giản thôi. Chỉ cần thấy đèn phanh bật sáng là nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng thực hành giải tình huống số 38 này nhé. Rồi, tình huống này thì đơn giản thôi. Chỉ cần thấy đèn phanh bật sáng, nhấn phím cách. Chú ý hai chiếc xe máy nha các bạn. Rồi, sáng đèn phanh, nhấn phím cách ngay cho tôi thôi. Xe phía trước phanh gấp thì các bạn phải chủ động giảm tốc độ để giữ khoảng cách an toàn đối với xe phía trước nhé. Cứ nhớ cho tôi cái khẩu quyết tôi vừa chỉ, chúng ta lấy được điểm tuyệt đối nha các bạn.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 39, xe tải chuyển làn. Và cái dấu mốc để các bạn lấy được điểm số tối đa đó là ngay tại khoảnh khắc các bạn thấy bánh trước xe tải sắp chạm vào vạch kẻ phân chia làn đường màu trắng như ở đây thì nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng đi thực hành giải tình huống số 39 nhé. Rồi ở đây các bạn hãy quan sát cho tôi phía trước. Thấy xuất hiện chiếc xe tải đang chuyển làn. Thì ngay tại thời điểm thấy bánh trước của xe tải chuẩn bị đè lên vạch kẻ phân làn đường, kế làn đường xe bạn đang chạy thì nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Ok chưa? Rồi bấm phím cách ngay cho tôi thôi. Xe tải chuyển làn nhanh nên chúng ta sẽ phải giảm tốc độ để tránh va chạm gây tai nạn với xe tải ở phía trước nhé. Đây, chúng ta lấy 5 điểm nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 40, xe máy lấn làn vượt xe tải. Và cái dấu mốc để các bạn lấy được điểm số tối đa đó là ngay tại khoảnh khắc thấy nửa chiếc xe máy sau đuôi xe tải là các bạn nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành đi giải tình huống số 40 nhé. Rồi ở đây xe chúng ta đang di chuyển qua cái cổng làng ở đây. Các bạn thấy chiếc xe tải ở phía trước mặt không ạ? Ngay tại thời điểm thấy nửa chiếc xe máy xuất hiện nhô ra sau đuôi xe tải như ở đây thì nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Ok chứ các bạn? Bấm phím cách ngay cho tôi thôi. Đây là tình huống xe máy chuyển sang làn đường của các bạn để vượt xe tải. Nên xe bạn sẽ phải giảm tốc độ nhường đường để tránh gây tai nạn trong trường hợp này nhé. Các bạn nhớ cho tôi cái điểm dấu mốc chúng ta bấm chọn thì đương nhiên kết quả điểm số các bạn sẽ là 5 điểm nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 41, nguy hiểm xe con phía trước rẽ trái. Và cái dấu mốc để các bạn lấy được điểm số tối đa đó là ngay tại khoảnh khắc thấy xe con đi tới vạch kẻ người đi bộ sang đường là bấm ngay tôi phím cách nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải tình huống số 41 này nhé. Các bạn hãy chú ý quan sát cho tôi ở phía trước. Ngay tại thời điểm các bạn thấy xuất hiện chiếc ô tô màu trắng, nó đi vừa tới vạch kẻ người đi bộ sang đường. Đây, ngay tại khoảnh khắc này, nhấn cho tôi phím cách nhé. Ok chưa? Rồi, bấm phím cách ngay cho tôi thôi. Đây là tình huống xe con rẽ trái cắt mặt xe của các bạn, nên chúng ta phải giảm tốc độ nhường đường để tránh gây tai nạn nha các bạn. Nhớ được điểm dấu mốc thì tình huống này chúng ta cũng lấy được 5 điểm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 42. Đây là một tình huống mà các bạn cần phải đặc biệt lưu ý bởi vì nó thay đổi rất nhiều so với phiên bản cũ. Để lấy được điểm số tối đa thì các bạn chỉ cần nhớ cho tôi đó là ngay tại khoảnh khắc thấy xe máy vừa đi qua gốc cây như ở đây thì nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành giải tình huống số 42 này nhé. Rồi ở đây các bạn hãy chú ý quan sát cho tôi cái cung đường ở phía bên tay phải của các bạn. Ngay tại thời điểm thấy xuất hiện chiếc xe máy, nó vừa đi qua cái gốc cây màu xanh như ở đây thì nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Ok chứ các bạn? Rồi nhấn phím cách ngay cho tôi thôi. Đây là tình huống xe máy vượt đèn đỏ nên xe của các bạn sẽ phải dừng lại nhường đường cũng là để tránh gây tai nạn nhé. Đây là tình huống thay đổi cái dấu mốc thời gian sớm hơn so với phiên bản cũ nên các bạn cần phải đặc biệt lưu ý cho tôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 43, xe tải chuyển làn. Và cái dấu mốc để các bạn lấy được điểm số tối đa đó là ngay tại khoảnh khắc thấy đèn xi nhan xe tải bật sáng, các bạn nhấn ngay tôi phím cách nhé. Tình huống này cũng có điều chỉnh thời gian sớm hơn một tí so với phiên bản cũ nên các bạn lưu ý cho tôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng để đi giải tình huống số 43 này nhé. Rồi ở đây hãy quan sát cho tôi chiếc xe tải đang đi ở phía trước. Ngay tại thời điểm các bạn thấy gì đèn xi nhan xe tải bật sáng thì nhấn ngay cho tôi phím cách nhé. Ok chưa ? Rồi bấm ngay cho tôi phím cách mà thôi. Đây, tình huống xe tải chuyển sang làn đường xe của các bạn để tránh công trường đang thi công trên cao tốc nha các bạn. Thì xe của các bạn sẽ phải làm sao ? Chúng ta sẽ phải giảm tốc độ để giữ khoảng cách an toàn, tránh gây tai nạn nhé. Tình huống này nó sẽ sớm hơn so với phiên bản cũ một xíu, nên các bạn cần phải đặc biệt lưu ý. Ok, trên đây là các dấu mốc điểm căn để giải các tình huống thuộc chương số 2 tôi chia sẻ ra đây. Hy vọng các bạn sẽ vận dụng để làm bài thi thật tốt. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.